Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách, và hôm nay là ngày 25 tháng 6 2018. Đỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một bộ cuốn thư câu đối bằng gỗ vụn được Đỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong phần cuối cùng, và toàn bộ chữ được Thành Luân vui là rất vàng, rất chi là đẹp. Và bộ cuốn thư câu đối này cũng đã có chủ nhân, đó chính là một khách hàng ở Đắk Lắk, ở tỉnh Đắk Lắk. Ngày hôm nay Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong và quay đoạn video clip cho khách hàng ở Đắk Lắk thấy được cái bộ sản phẩm của Thành Luân đã hoàn thiện. Đấy, chữ toàn bộ là chữ dát vàng rất chi là đẹp, và hàng này là hàng thửa, các cái đường nét hoa văn họa tiết trên bộ cuốn thư câu đối này toàn bộ được đục chạm thủ công, và cái mẫu làm này thì nó là rất sở trường với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rồi. Và lưu ý quý khách muốn so sánh các sản phẩm thì quý khách hãy xem thật kỹ từng đường nét chi tiết các cái sản phẩm mà đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đục chạm này, nó rất khác biệt so với các hàng trên thị trường. Đục chạm đường nét nó rất chi là tinh xảo, và ba chữ ở giữa đây là Đức Lưu Quang, và phía bên tay phải câu đối quý vị đang thấy đây là chúng tôi là có câu đối này bên tay phải này, tổ tông công đức thiên niên thịnh. Cái bên tay trái này là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh, rất ý nghĩa. Và Thành Luân chúng tôi là hiện tại là trong cửa hàng của Thành Luân chúng tôi tầm khoảng 30 bộ cuốn thư câu đối đang trưng bày. Quý khách nào có nhu cầu có thể về trực tiếp cơ sở của chúng tôi để tham quan và mua sắm. Chúng tôi còn rất nhiều các sản phẩm, và bộ cuốn thư câu đối này chúng tôi là làm cho khách hàng ở Đắk Lắk và chúng tôi. Sau khi dừng video clip, Thành Luân sẽ bọc hàng và chuyển cho khách hàng ở Đắk Lắk. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn, và thay mặt Thành Luân xin kính chúc gia đình khách hàng đặt bộ cuốn thư của Thành Luân này có một tháng năm tràn đầy năng lượng sống. Thành Luân xin chào và hẹn gặp lại khách trong những video clip sau.